Bọn em có phân ra hai nguyên nhân gây đau chính là đau do răng và đau không do răng. Thì về đau do răng thì bọn em có hai nguyên nhân chính là đau do phức hợp ngà tủy và đau do mô quanh răng. Thì ở đây thì về cái chu trình đau thì bọn em về các cái cơ quan nhạy cảm thì là có cái sợi C là có cái ngưỡng cao nên là sẽ chỉ truyền những cái truyền tải chậm và không đáp ứng với các cái kích thích bình thường như là kích thích nóng lạnh, chỉ đáp ứng với cả những cái kích thích bệnh lý như là viêm viêm tủy răng thì nó có tổn thương mô tủy nên là nó gây viêm, các cái tế bào viêm nó xảy ra các cái quá trình viêm thì nó mới gây cảm ứng lên sợi C. Ngoài ra thì bọn em về và sợi C thì nó dẫn truyền chậm nên là nó sẽ gây ra cái cảm giác đau kéo dài. Trong khi đó thì sợi A delta thì sẽ là cái sợi dẫn truyền nhanh và cái ngưỡng đau ngưỡng cảm nhận của nó thấp nên là nó sẽ gây ra những cái cảm giác như là đau nhói hay là đau buốt, và cái thời gian của nó sẽ cái thời gian mà cái cơn đau nó sẽ ngắn lắm. Ngoài ra về đau không do răng thì bọn em có các cái cơn đau khác, ví dụ như là cơn đau cơ xương và cơn đau tiến triển từ các cái cấu trúc khác, các cái cơn đau về thần kinh, các cái và ngoài ra thì khi mà một số các cái bệnh lý về răng miệng nó cũng sẽ gây ra có thể gây ra những cái biến chứng lan lên phía đầu, thì mình cũng nên phân biệt với các cái bệnh lý về thần kinh, đau đầu, các cái cơn đau có nguồn gốc tâm lý hoặc là các cơn đau thì liên quan đến quá trình bệnh lý của răng miệng. Tóm lại cái sơ đồ này là nói lên cái điều gì là cơ bản ấy? Em với cô là sơ đồ này thì sẽ bọn em sẽ phân chung, tức là cái chung nhất của các của phân loại cơn đau đó. Nguyên nhân cơn đau đó. Đau do răng và đau không do răng. Rồi, tức là phần này mới là phần đi vào phần đại cương được các em nhé. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, cô mời em trình bày tiếp. Em nói cô là đầu tiên là đau không do răng thì phần 1 bọn em có phân ra là đau do nguồn gốc nội nha hay là đau do cái nguồn gốc Thấy là đau do răng chứ hả? vâng ạ, đau do răng ạ. Đúng rồi. Cô Vâng thấy ạ, em thì nói là đau không do răng. có ba bọn em có phân ra là ba quá trình đau khác nhau ạ. Đau trước điều trị, đau trong điều trị và đau sau điều trị ạ. Thì trước hết chúng ta đến với cả cái tính chất đau trước điều trị. Thì việc cấp cứu đau trước điều trị thì sẽ cấp thiết đối với các cả những cái bệnh nhân có triệu chứng đau trầm trọng và có thể kèm theo các cái triệu chứng khác, ví dụ như là cứng hàm, khít hàm hoặc là sưng. Và cái việc can thiệp để xử lý cơn đau nó rất là cần thiết để mình có thể điều trị các cái bệnh lý tiếp theo cho điều trị bệnh lý tiếp theo cho bệnh bệnh nhân ạ. Thì ở đây em có đưa ra một số các cái hội Thể tiến hành chứng. các cái điều trị tiếp theo. Vâng, ví dụ như là em ví dụ khi mình bị viêm tủy, bệnh nhân có cái triệu chứng đau dữ dội, đau về đêm, đau theo nhịp đập, đau đau lan lên thái dương ạ. Thì bệnh nhân đau rất trầm trọng như thế thì mình có thể là sẽ phải giảm giảm áp cho cái buồng tủy bằng cách mở tủy ra, thì bệnh nhân có thể là mình có thể xử lý cơn đau và mình có thể tạo điều kiện để cho mình có thể thực hiện các cái thủ thuật điều trị khác cho cái răng đấy ạ. Để mình có thể thực hiện tiếp cái điều trị tiếp theo. Ví dụ như viêm tủy không hồi phục, trong bài viêm tủy các em học rồi, cơn đau của một cái viêm tủy không hồi phục là một cái cơn đau điển hình như bạn mô tả đấy nhé. Còn cái đau gì nữa trước điều trị, cơn đau của viêm tủy không hồi phục và cái cơn đau của cái gì nữa nhỉ các em nhỉ? Có thể là đây mà em có đưa ra một số các cái ví dụ đấy ạ. Ví dụ như là hội chứng răng nứt gãy, nhạy cảm ngà, viêm tủy không hồi phục, tủy hoại tử,
và viêm quanh cuống cấp ạ. Tủy hoại tử, ví dụ như là đây là em nói là tủy hoại tử kèm theo sưng tại chỗ hoặc là sưng mặt lan tỏa. Sưng mặt lan tỏa nó dùng cái từ đấy là dịch tửa đâu ra? Đúng không? Dạ, vâng, cái này thì có lẽ là từ ngữ nó những chưa phù hợp lắm. Những cái sưng viêm tấy của vùng mặt nhá. Những cái viêm tấy lan tỏa chứ mình không dùng từ là sưng mặt lan tỏa em nhá. Dạ vâng. Thì bây giờ bọn em ví sẽ đi sâu vào hoại tử. Cái bài mình học tủy hoại tử có cơn đau không? Tủy hoại tử không có cơn đau, để hình như là một cái viêm tủy cấp em ạ. Thế còn cái gì thì có một cái cơn đau nữa trong phần bệnh lý? Viêm quanh cuống. À, viêm quanh cuống cấp nhé. Đúng rồi. Rồi, cô mời em trình bày tiếp. Viêm quanh cuống cấp có khác với viêm tủy không hồi phục không? Khác nhau ở cái gì? Em nói cô là hai cái bệnh lý đấy thì phân biệt nhau rõ nhất ở khi mà mình gõ. Viêm quanh cuống cấp thì... Phân biệt nhau rõ, gõ nhất là gõ. Có đúng không các bạn? Đấy là cái lâm sàng ấy. Để chuẩn đoán phân biệt ấy. Nếu một cái viêm tủy không hồi phục với một cái viêm quanh cuống cấp, hai cái đấy phân biệt nhau nhờ cái gì? Nhờ triệu chứng gì? Các bạn khác có thể trả lời, các bạn trong nhóm 13 bạn có thể trả lời hoặc là các bạn trong lớp. Thì trồi răng đúng không ạ? Chưa đúng. Thử tủy. Cái viêm tủy không hồi phục đôi khi có phản ứng của vùng cuống răng cũng làm cho khi chúng ta gõ vào bệnh nhân cũng có đau. Hoặc là có cảm giác là cái răng trồi cao. Nhưng triệu chứng gì là triệu chứng để chẩn đoán phân biệt? Ồ, đến sắp đi rồi mà cô đã dạy bài bệnh lý tủy răng này, bệnh lý vùng cuống răng rồi. Bây giờ chưa chẩn đoán phân biệt được á? Đánh dấu sao vào cho cô nha. Đánh dấu sao vào bài học nha. Để về chẩn đoán phân biệt nha. Đồng ý chưa? Bây giờ có bạn nào trả lời được không? Thôi cô cho đánh dấu sao vào rồi về để mà ôn lại bài rồi trả lời cho cô nhé. Được không? Thôi bây giờ em trình bày tiếp cho cô. Em với cô là đầu tiên thì mình sẽ đến với cả phần nhạy cảm ngà. Thì định nghĩa nhạy cảm ngà là đau do nhạy cảm ngà, là hiện tượng đau xuất phát từ phía ngà bị bộc lộ. Và khi mà ngà bị bộc lộ tiếp xúc với các cái kích thích như là hóa học, cơ học và sinh học thì các ống ngà bị kích thích nên là gây ra cơn đau. Thì đặc điểm đau trong nhạy cảm ngà thì là đau khởi phát nhanh, đau chói và đau ngắn. Và chẩn đoán nhạy cảm ngà thì có thể dựa trên lâm sàng. Ví dụ như là mình có thể quan sát cái màu sắc, xem là cái ống ngà, cái phần ngà nó có bị lộ ra ngoài hay không, có phần men bao phủ hay không. Và cái này thì mình sẽ có thể hỏi một chút này. Nếu như mà ngà răng bị lộ thì màu sắc thế nào? Em màu cô sắc là của màu ngà men. Răng so với màu sắc của men răng có khác nhau không? Em với cô là màu sắc của men răng thì nó sẽ sáng và nó trắng hơn, còn ngà răng thì nó sẽ thường hơn, vàng và nó hơi tối màu hơn. À đúng rồi, nhá. Dạ, và thì mình có thể sử dụng một số các biện pháp như xử trí nhạy cảm ngà, ví dụ như là che ngà bị lộ, có thể sử dụng các cái thuốc giảm dẫn truyền thần kinh, hoặc là mình có thể sử dụng các cái biện pháp dự phòng, ví dụ như là Techniflor hoặc là chám bít hố rãnh. Nhưng thông thường những cái mà lộ ngà, ví dụ như các em học có một bệnh là bệnh thiểu sản men răng nữa. Mình đã học bệnh sâu răng, bệnh lý tủy răng, bệnh lý vùng cuống răng. Tổn thương mô cứng không do sâu mình học chưa nhỉ các em? Rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Thì những cái gì? Những cái phần mà ví dụ như là để lộ ngà răng ra trong gặp, thường gặp trong thiểu sản men răng ấy. Đúng không? Thì làm sao? Ngà răng
Nhà răng mổ ra thì cũng rất dễ làm cho bệnh nhân có triệu chứng gì ê buốt, triệu chứng đau nhé, là tái khoáng hóa cho men và ngà này, sử dụng chất chứa flo này, hoặc là người ta phải làm những cái mặt dán lên ý, trên ví dụ như là các em thấy là người ta có thể làm inlay onlay, làm table top, làm crown nhé. Thì đấy là một số những cái điều trị để có thể che phủ cái không bị lộ ngà răng. Rồi cô mời em trình bày tiếp nào. Ở đây em có một số hình ảnh ở phía bên tay trái là hình ảnh răng ở trong xương ổ răng bình thường, thì ở phía ngoài sẽ là lớp men răng, đi vào phía sâu trong thì sẽ đến lớp ngà răng và cuối cùng là tủy răng. Thì ở hình bên phải thì ở đây là cái phần cổ răng đã bị tụt lợi, và nói chung là cổ răng đã bị lộ ra ngoài và cái phần ngà nó đã bị lộ ra ngoài, thì nó sẽ gây nên nhạy cảm ngà. Các cái phần thụ cảm thần kinh từ các cái tế bào tủy răng nó từ các ống ngà đúng không? Dạ vâng. Nó sẽ gây thụ cảm thần kinh và gây gây nhạy cảm ngà. Ở đây em có một số các cái nguyên nhân gây nhạy cảm ngà, thì đầu tiên là do tụt lợi. Tụt lợi thì là một cái bệnh lý về nha chu, và là bệnh lý trong môi trường miệng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, và mình sẽ học trong cái học phần nha chu ạ. Còn ở đây em tập trung vào phần mòn răng ạ. Mòn răng thì có thể là mòn răng răng, nghĩa là do khớp cắn bình thường của chúng ta có thể là xuất hiện cái sự mòn răng răng này khi mà bệnh nhân có những cái thói quen xấu, ví dụ như là nghiến răng hoặc là nghiến răng hoặc là các cái bệnh lý về nghiến răng hoặc là mút tay hoặc là một số các bệnh lý về thói quen. Còn, mút tay có gây nên mòn răng không? Không. Mút tay thì lại gây lên một cái những cái tật xấu mà gây lên ảnh hưởng sự phát triển của gì, của xương hàm và của cung răng. Nhá, dạ. Chứ mút tay thì không gây nên mòn răng. Đúng không? Dạ. Vâng. Ừ. Ngoài ra thì nguyên nhân tiếp theo là việc mài mòn răng hay là abrasion, tức nghĩa là mất cấu trúc răng do tác nhân ngoại lai từ bên ngoài, thường là có thể là do đồ ăn thức uống hoặc là do cái thói quen chải răng. Đây rồi, ở đây thì mình sẽ tập trung vào cái lực cơ học từ phía bên ngoài. Còn đối với mòn răng răng thì mình sẽ là cái lực cơ học từ hai cái phía của cái răng chạm vào nhau, khớp vào nhau. Do khớp cắn. Dạ vâng. Về xói mòn bề mặt thì ở đây mình quan tâm đến cái việc xói mòn do răng tiếp xúc với các cái cấu trúc, các cái thành phần hóa học gây ra xói mòn, ví dụ như là nước có ga hoặc là các cái nước có ga và các cái đồ ăn có tính axit cao. Và cuối cùng là phần tiêu cổ răng. Thì như mọi người đã biết, học giải phẫu răng thì cái phần cổ răng là cái phần đường vòng lớn nhất. Do đó thì cái phần cổ răng sẽ là cái phần mà chịu cái lực uốn lớn nhất của răng trong cái quá trình mà tải lực. Nên là lực tập trung vào cái phần cổ răng, lực được truyền tải lên cái lực cổ răng rất là nhiều, và từ đó thì cái việc là phá hủy cái lớp men ở cổ răng nó sẽ nhanh hơn các cái vùng khác ở thân răng. Từ đó thì chúng ta thường gặp các cái tình trạng tiêu cổ răng này ở người già và người lớn tuổi. Đi lâm sàng các em có gặp nhiều những cái tiêu cổ răng này không? Em cô là ở viện E thì bọn em gặp khá là nhiều. Một bệnh nhân thì có thể tiêu khoảng từ 10 cho tới 15 củ răng. Đấy, có những bệnh nhân cá biệt có những bệnh nhân đặc biệt ý, thì tiêu nhiều cái cổ răng như thế, tiêu cả răng cửa, cả nhóm răng cửa, cả nhóm răng hàm nhỏ, cả nhóm răng hàm lớn, cả hàm trên và hàm dưới nhé. Lúc đấy chúng ta ngoài cái điều trị cho cái tiêu cổ răng này, cái phục hồi hình thể, thì chúng ta phải cái kiểm tra cả khớp cắn của bệnh nhân, đúng không? Nha.
Emaco rồi, nhưng mà bệnh nhân lớn tuổi nếu bệnh nhân lớn tuổi rồi thì mình quan sát mình theo dõi khớp cắn của bệnh nhân như thế nào? À thì cái phần đấy chúng ta lại có thể là phải học thêm ở cái phần gì khớp cắn nhé, khớp cắn sau đó thì chúng ta sẽ gì điều chỉnh khớp cắn cho bệnh nhân. Được. Đúng không? Phần khớp cắn các bạn đã được học rất là, các bạn hình như vừa thứ tư vừa rồi xin cô là để thi khớp cắn đấy nhá. Ừ. Thì phần đi lâm sàng, thực ra cái chỉnh khớp này nó rất là khó đấy các em ạ, cũng khó khăn chứ cũng không phải là đơn giản. Thế nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ phải một cái, nếu muốn điều trị một cái triệt để nhá, để thành công trong cái hàn cổ răng của mình thì mình phải điều trị cả khớp cắn nữa. Nhiều khi phải lấy mẫu cho bệnh nhân ra ngoài đưa lên càng cắn càng nhai để mà nhé, thử cái hoạt động chuyển động của khớp cắn nữa. Nên các bạn sẽ học kỹ hơn trong phần khớp cắn nhé. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi nhanh cái phần xử trí đau. Vâng, thì có một số cái phương pháp phòng ngừa răng nhạy cảm ngà thì đầu tiên thì biện pháp dễ dàng nhất sẽ là vệ sinh răng miệng. Thứ hai là mình thay đổi cái thói quen chải răng xoay tròn, sử dụng thêm một số các cái biện pháp vệ sinh khác như là súc miệng, chỉnh nha khoa và tăm nước. Và nếu mà bệnh nhân có những cái thói quen nghiến răng thì nên loại bỏ, thì cái phần mòn, phần nhạy cảm, phần ngà bị lộ nó sẽ không hồi phục lại, nhưng mà nó sẽ không bị mòn thêm. Ngoài ra thì bệnh nhân nên thăm khám định kỳ 6 tháng một lần và sử dụng một số các cái biện pháp dự phòng khác, ví dụ như là bôi vết flo. Ngoài ra bệnh nhân còn thông thường, bệnh nhân có những cái nhạy cảm ngà này các bạn thấy là gì, bệnh nhân còn được sử dụng một số các loại gì, kem đánh răng, kem chải răng. Vậy thì phải tìm hiểu cho cô lại, ôn lại xem là cái cơ chế để làm sao gì ngắt cái dẫn truyền thần kinh này như thế nào. Vậy thì trong các kem chải răng đó người ta đã sử dụng cái chất gì để gì, để chống nhạy cảm ngà, chống ê buốt răng nhá. Đấy, phải tìm hiểu cho cô cái ý nghĩa đó. Nó có hai cơ chế để làm cho gì ngắt cái dẫn truyền thần kinh, để làm gì giảm đau cho bệnh nhân, làm gì để chống cái nhạy cảm, cái đau, để giảm cái đau trong cái nhạy cảm ngà. Thế về nhà phải tìm hiểu thêm cho cô cái đấy, phần đấy nhá. Ví dụ như đặc biệt đấy, các bạn đi ở trong cái hội nghị hội thảo Videx ấy, các bạn hay thấy có một hãng kem gì đấy quảng cáo là gì, sen gì, Sensodyne Sensitive đấy, riêng cái loại Sensodyne đấy để chống cho gì những cái răng mà bị nhạy cảm ngà. Bởi vì nhạy cảm ngà nó cũng là một cái triệu chứng mà rất là gây khó chịu cho rất nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân rất là khó chịu, ê buốt khi mà gì, khi ăn nhai, khi tiếp xúc với các kích thích nhá. Rồi, cô mời các em trình bày tiếp đi. Em và cô đến với cả bệnh lý thứ hai là bệnh lý viêm tủy không hồi phục ạ. Thì như nhóm của các bạn đã trình bày trước đây thì viêm tủy không hồi phục có thể chia làm hai loại là có triệu chứng và không có triệu chứng. Thì như trong cái tên đã nói thì là viêm tủy không hồi phục không có triệu chứng thì sẽ là bệnh nhân đến với mình không, nhưng mà nếu viêm tủy không có triệu chứng thì bệnh nhân có đau không, bệnh nhân có những cái cơn đau mà phải xử trí cấp cứu không? Em nói cô là bệnh nhân có thể có những cái cơn đau trước đây ạ, nhưng mà có thể là khi mà đến với mình thì bệnh nhân không còn đau nữa. Hôm nay chúng ta học bài gì? Cấp cứu đau ạ. Xử trí những cái cơn đau nhé. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ ôn lại những cái phần nào mà gì sẽ liên quan đến cái tính chất của một cơn đau mà chúng ta phải xử lý. Đôi khi chúng ta phải xử lý cấp cứu cho bệnh nhân. Nhớ chưa? Nhé. Dạ. Ừ. À, thế thì chắc là em xin phép là bỏ qua cái phần viêm tủy không hồi phục không có triệu chứng đó. Thì nếu không điều trị viêm tủy không hồi phục không có triệu chứng lâu thì có thể gây ra viêm tủy không hồi phục có triệu chứng đó. Thì đây là một cái tình trạng cấp cứu thì đòi hỏi điều trị ngay lập tức. Bệnh nhân có cái cơn đau
cơn đau điển hình của viêm tủy không hồi phục ạ. Và bệnh nhân sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ví dụ như là bệnh cơn đau của viêm tủy không hồi phục thì nó sẽ rất điển hình, ví dụ như là cơn đau kéo dài, khi mà ăn đồ nóng thì sẽ đau nhiều hơn. Và ngoài ra thì đầu tiên phải nói đến tính chất gì của cơn đau. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một chút. Đầu tiên phải nói đến tính chất gì của cơn đau của viêm tủy không hồi phục. Đau gì? Đau liên tục. Mà rất quan trọng đấy. Để phân biệt giữa hội chứng bệnh lý tủy và hội chứng bệnh lý vùng cuống răng. Đau gì? À, cơn đau tự nhiên. Có nghĩa là không liên quan gì tới các kích thích tự nhiên bệnh nhân xuất hiện thấy cơn đau. Còn khi bệnh nhân nói là gì? Không, tôi chỉ đau, tôi chỉ buốt khi mà tôi uống nước lạnh hoặc là tôi gì? Có cái đồ vật gì cứng nó gì? Nó rơi vào cái lỗ sâu đó thì tôi rất là đau, tôi rất là buốt. Đúng không? Nha. Cơn đau tự nhiên là một cái mà dấu hiệu cũng khá là quan trọng để cho các bạn gì? Phân biệt với cơn đau của hội chứng bệnh lý vùng cuống răng là đau gì? Đau khi ăn nhai. Một, đau khi ăn nhai, nhưng mà tính chất của cơn đau ấy, đau tự nhiên thành từng gì? Thành từng cơn. Nếu của viêm tủy không hồi phục, còn của bệnh lý vùng cuống răng thì thường là đau tự nhiên nhưng đau gì? Liên tục ạ. À đúng rồi nhé. Nào chúng ta trình bày tiếp. Sao nhỉ em nhỉ? Tự nhiên lại không thấy mạng à? Sao bạn bị lag quá? Bạn Sơn chắc là mất kết nối. Hello Sơn ơi, được chưa nhỉ? Được chưa Sơn? Bạn đang bị... Sao? Lúc đấy bà Sơn không nghe được à? Dạ vâng, em không nghe thấy cô nói gì. À thế à? Cô đang hỏi là tính chất của cơn đau của một cái viêm tủy không hồi phục với một cái viêm quanh cuống cấp. Tính chất của cơn đau, viêm tủy không hồi phục thì đau gì? Đau tự nhiên, đau thành từng cơn. Còn cơn đau của hội chứng vùng bệnh lý vùng cuống răng thì đau gì? Tự nhiên nhưng đau liên tục. Nhá. Thì các bạn có trả lời là đau gì? Nó khác nhau là nó đau gì? Liên tục. Chứ còn bệnh lý triệu chứng gõ răng đôi khi thật trong bệnh lý vùng cuống răng thật là điển hình. Nhá. Thì chúng ta mới phân biệt được cái động tác gõ dọc. Thế nhưng mà nhiều cái viêm tủy không hồi phục ấy đang ở giai đoạn cấp tính, phù nề sung huyết nhiều, chúng ta gõ dọc cái răng cũng hơi đau đấy các bạn ạ. Nhá. Hơi có phản ứng. Nhưng mà quyết định chẩn đoán thì phải là cái gì? Đấy, cô lại phải xin lỗi nghe các anh chị Y6 đang đến nộp bài. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em cô đang tắt mic ạ. Rồi, cô xin lỗi. Vì cô phải chờ để cho các anh chị năm thứ 6 nộp bài. Để tuần sau các anh chị thi nha. Rồi bây giờ cô mời các em trình bày tiếp. Cô là nguyên nhân gây đau trong viêm tủy không hồi phục là do mô tủy viêm. Nên là việc loại bỏ mô tủy thì có thể giảm đau đáng kể. Và việc làm sạch và tạo hình hệ thống ống tủy có ý nghĩa trong cái việc là loại bỏ hoàn toàn cái nguyên nhân gây đau và giúp góp phần... để kết thúc điều trị là việc mình sẽ hàn lại ống tủy và việc hàn. Cô xin lỗi cô dừng lại một chút. Nếu như chúng
nếu như chúng ta mà cấp cứu cái cơn đau của viêm tủy cấp ấy, hoặc là cấp cứu cơn đau của viêm quanh cuống cấp, nó có khác nhau không? Cấp cứu cơn đau của viêm tủy cấp chúng ta làm gì? Của viêm tủy không hồi phục ấy, mà có triệu chứng ấy. Anh nghĩ là mình sẽ mở tủy và lấy tủy. Người ta đang đau lắm mà mở tủy đấy. Đấy, phải gây tê chứ. À đấy, nhiều khi phải gì? Phải gây tê, xong đó thì gì? Mở tủy lấy tủy sống. Nha. Bình thường ra chúng ta điều trị của một cái viêm tủy cấp ấy, chúng ta cũng phải gây tê lấy tủy. Nhưng đối với những cái cơn đau điển hình, bệnh nhân rất là đau dữ dội, thì chúng ta phải gì? Cho bệnh nhân gì? Toàn thân chúng ta có thể phải cho bệnh nhân thuốc giảm đau. Nha. Rồi gây tê lấy tủy sống cho bệnh nhân. Thế đối với răng viêm quanh cuống cấp thì chúng ta làm gì? Để xử trí cái cơn đau của viêm quanh cuống cấp. Viêm quanh cuống cấp là thường có cơn đau này, rồi còn có thể là kèm theo sưng này, có thể kèm theo gì? Áp xe này, cảm giác răng trồi cao này, răng lung lay này. Chúng ta phải làm gì? Để xử trí cái cơn đau này. Răng lưu ra ngoài. À, toàn thân chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân gì? Giảm đau, kháng sinh. Đúng không? Và tại chỗ thì chúng ta phải gì? Có thể chúng ta phải mở dẫn lưu, mở tháo chống dẫn lưu nhé. Rồi, chúng ta sẽ trình bày tiếp với em. Vâng, em cô là do là khi mà trong cơn đau do viêm tủy không hồi phục thì mình sẽ tiến hành lấy mô tủy, và mình sẽ lấy toàn bộ mô tủy hoặc là lấy tủy một phần ạ. Ngoài ra thì do mô tủy là mô hữu cơ nên là chúng ta sẽ bơm rửa ống tủy với cả NaOCl. Và sau khi mà buồng tủy đã được làm sạch và lấy tủy thì sẽ được thấm khô và hàn tạm lại để mình có thể là hẹn bệnh nhân đến một cái lần sau để mình theo dõi cái phản ứng của cái phần phản ứng của cái buồng tủy với những gì mà mình vừa điều trị, và mình theo dõi xem là còn viêm hay không, còn dịch mủ hay không. Và còn viêm hay không, còn dịch mủ hay không, và mình đã đủ tiêu chuẩn để mình có thể hàn được ống tủy hay chưa. Nhưng mà ngay tại lần đấy thì mình có đấy không? Đối với răng, ví dụ như một cái răng viêm quanh cuống cấp ấy, mình có đặt ngay thuốc, băng thuốc tạm thời lại không? Đặt thuốc sát trùng hệ thống tủy răng không? Đối với cái răng viêm tủy không hồi phục thì mình có thể hàn ngay được hệ thống ống tủy không? Sau khi xử trí cấp cứu đau ấy, mình có thể hàn ngay được hệ thống ống tủy không? Trong một số trường hợp thì em nghĩ là có. Trong trường hợp nào cụ thể? Ví dụ như là trường hợp mình đảm bảo là mình đã lấy sạch toàn bộ mô tủy thì mình sẽ tiến hành và cái phần răng đã đóng chóp, tức nghĩa là cái đóng chóp nó kích thước nó sẽ rất là nhỏ, thì khi mà mình đã tạo hình ống tủy thì mình có thể là bắt đầu thấm khô. Khi mà ống thủy đã có thể được thấm khô thì có thể hàn ống thủy và hàn ống thủy ngay lập tức. Đúng rồi, chúng ta sẽ đảm bảo là chúng ta đã làm sạch được hệ thống thủy răng và phải tạo hình được hệ thống ống thủy nhé, thì chúng ta mới đảm bảo được là chúng ta hàn điều trị thủy một thì. Rồi, cô mời em trình bày tiếp. Cô là trong các cái đối với các trường hợp mà có cơn đau dữ dội và phản ứng quanh mô chóp thì đây ạ, bọn em có đưa ra một số cái cách xử trí. Thứ nhất là gây tê ạ. Thì mình sẽ gây tê tăng dần mức độ. Đầu tiên mình có thể là gây tê tại chỗ. Sau đó là mình, nếu mà bệnh nhân không đáp ứng, có thể là gây tê vùng và gây tê phối hợp thêm các cái biện pháp gây tê khác như là gây tê dây chằng,
gây tê nội tủy và gây tê màng xương. Và thao tác với các bệnh nhân mà có cơn đau tủy thì cần phải nhanh chóng. Đặc biệt là những cái bệnh nhân mà đã gây tê nội tủy rồi thì cái thời gian mà đáp ứng với thuốc tê nó rất thời gian giảm đau, thời gian tê nó rất là ngắn, nên là mình cần thao tác nhanh chóng. Ngoài ra thì sau khi mình điều trị thì mình có thể kê thêm cho bệnh nhân ibuprofen là một cái thuốc giảm đau đặc hiệu trong trong cơn đau tủy cũng như là trong răng miệng nói chung. Đây là một cái thuốc NSAID và ức chế các cái hệ thống cốc. Ngoài ra thì đối với việc xử trí các cơn đau tủy thì kháng sinh là không thực sự cần thiết, vì cơn đau tủy thì nó không sử dụng kháng sinh thì nó không quá là hiệu quả trong việc loại bỏ vi khuẩn. Rồi, đúng rồi. Và về bệnh lý thứ hai thì bọn em sẽ đến với bệnh lý viêm khuẩn cung cấp. Thì đối với cả các cái nhiễm trùng mà liên quan lan nhanh đến vùng cuống thì sẽ có cái triệu chứng là đau khi gõ trước khi điều trị. Và như cô đã nói thì có các cái bệnh các cái triệu chứng như là trồi răng. Và đối với cả các cái răng mà viêm khuẩn cuống như thế này thì mình không nên để cho khớp cắn chạm vào cái răng này, nên là mình sau khi điều trị để mình giảm đau, để cho bệnh nhân không cắn vào răng đấy, thì mình có thể là hạ mặt nhai. Thế hạ mặt nhai này em tham khảo tài liệu ở đâu? Bọn em tham khảo ở một số các cái nguồn khác nhau. Có thể là sẽ phải đưa cho các cô cái nguồn, chứ chỉ nguồn mà các em tham khảo. Dạ. Em tham khảo ở cái phần xử trí cấp cứu đau do em tham khảo trên Zalo của bạn, của nhóm em, của group lớp em. Của ai? Thì cái này là bạn Kiên có gửi cho bọn em. Mà Kiên á? Dạ vâng. Kiên gửi cho Kiên tham khảo cái tài liệu mà đối với những cái răng viêm khuẩn cuống cấp mà chúng ta hạ mặt nhai thì tham khảo ở tài liệu nào hả các em? Cái tài liệu đấy là cũng Ngọc Anh gửi ạ. Cái tài liệu đấy là cũng Ngọc Anh. Nó tên là gì? Em trích dẫn cái bài để cụ thể cho cô nhé. Dạ vâng. Nhá, dạ, vâng. Tên tài liệu và trích dẫn nhé. Bởi vì cái quan điểm hạ mặt nhai này nó tùy lắm em, các em ạ. Tại sao cái răng mà nó bị làm sao? Nó trồi cao lên là do phần viêm nhiễm phần cuống nó đẩy cho cái răng gì? Trồi cao lên, đúng không? Thế cho nên em hạ cái mặt nhai xuống, em khoan em hạ trong lúc bệnh nhân rất là đau mà em khoan hạ mặt nhai xuống. Thì làm sao? Nếu như cái dịch dỉ viêm ở vùng cuống răng ấy mà nó tiếp tục vẫn tiến triển thì cái hạ mặt nhai của mình nó không có hiệu quả đâu, đúng không? Nha. Cho cô xin cái tài liệu mà các em dịch ra ấy, là khi đối với những trường hợp mà răng bị trồi cao ấy thì mình có một cái điều trị là gì? Hạ thấp mặt nhai, đúng không? Nhá. Đánh dấu sao đỏ vào rồi gửi bài cho cô xem nha. Rồi cô mời em chị Bình tiếp nào. Dạ vâng. Việc dẫn lưu mủ quan niêm mạc và xương. Vâng, thì đối với các bệnh nhân gõ răng thì đau nhiều khi gõ răng thì được chỉ định là lấy tùy một phần hoặc toàn bộ. Và cái việc tuy nhiên là cái việc dẫn lưu mủ quan niêm mạc và xương thì thường không mang lại hiệu quả và có thể là chống chỉ định trong điều trị, do là có thể gây viêm nhiễm từ phía ngoài vào. Thì đợt đấy thì em có thầy Hiếu có giảng cho bọn em thì đối với cả việc dẫn lưu mủ qua mô mềm thì thầy nói là hạn chế, và đối về mặt kỹ thuật thì thầy sử dụng một cái gạc sạch được tiệt trùng rất là nhiều lần, và thầy có thấm oxy già và thầy đắp lên cái phần mô mềm và bỏ ra sau 30 phút ạ.
thì đấy là một một số các cái là một kỹ thuật mà thầy sử dụng để có thể là mình mở dẫn lưu qua niêm mạc và xương để mình tránh các cái phần vi khuẩn đấy nó đi vào khoang miệng và nó gây viêm nhiễm các cái vùng xung quanh. Ngoài ra thì trong viêm quanh cuống cấp thì mình cũng kê các cái thuốc chống viêm non-steroid và bệnh nhân được sử dụng 600-800mg ibuprofen 6 giờ trên một lần ngay sau điều trị để có thể giảm đau ạ. Đến bệnh lý tiếp theo là bệnh lý về tủy hoại tử và kèm theo cả sưng. Sưng thì có thể là sưng là triệu chứng đi kèm của việc áp xe quanh chóp cấp tại thời điểm khẩn cấp hoặc là giữa các lần hẹn có biến chứng. Và vùng sưng thì có thể là vùng sưng tại chỗ hoặc là lan tỏa, tính chất thì có thể là cứng chắc hoặc là lỏng lẻo. Vùng sưng tại chỗ thì chỉ giới hạn trong khoang miệng, còn vùng sưng lan tỏa thì có thể là lan ra các cái vùng khác, ví dụ như là lan ra các vùng cơ, các vùng cơ xương. Và ngoài ra thì về khi mà mình xử lý cái vùng sưng thì thường là mình sẽ sử dụng các cái dẫn lưu qua đường ống tủy hoặc là đối với các cái sưng lớn, ví dụ như là sưng vùng mô mềm ở phía thành sau họng hoặc là các cái phần cơ mút và cơ cắn thì cái dẫn lưu nó sẽ ở phía ngoài da. Đối với cả vùng lúc này bệnh bạn đang trình bày là cái bệnh lý là đã thuộc về hội chứng cuống chưa hả các em? Hay là chỉ tập trung ở hội chứng tủy? Lúc này đã có biến chứng vùng cuống răng chưa? Cái này là có biến chứng, có áp xe quanh chóp rồi. Ừ, thế là bệnh lý vùng cuống răng chứ nhỉ? Các em dịch cái này từ cái phần nào, phân loại nào, phân loại bệnh lý nào? Tủy hoại tử có sưng này này. Cái này bọn em tham khảo từ cái tài liệu của cô Ngọc Anh ạ. Gửi cho cô xem lại nhé, em nhé. Dạ vâng. Rõ ràng các triệu chứng ở đây đều là các triệu chứng của vùng gì? Vùng cuống răng rồi, kể cả tháo trống, kể cả dẫn lưu, đúng không? Đây là có cái gì? Tủy hoại tử. Các em ơi, em có thể chuyển cho lại cho các cô xem lại cái phần mà chúng mình tham khảo trích dẫn nhé. Dạ. Đây chủ yếu là em thấy không? Đây là các triệu chứng của gì? Đây là các triệu chứng của bệnh lý chóp và có áp xe ra mô mềm. Ừ, hội chứng của bệnh lý vùng cuống răng rồi đúng không? Ừ. Bây giờ em sang tiếp phần nào? Vẫn là phần đó nhưng mà bọn em đi sâu hơn về việc xử trí sưng khu trú hoặc là sưng lan tỏa. Cái cấp cứu mà gì? Khi những cái viêm tấy đấy mà lan tỏa, đây mới là một cái cấp cứu rất là quan trọng trong gì? Trong nha khoa đấy, trong răng hàm mặt đấy nhé. Rồi em trình bày cái phần có sưng lan tỏa, cô xem nào. Thì mình sẽ đối với cả cái vùng sưng lan tỏa và sưng qua da mô mềm có thể là sẽ tạo ra các cái áp xe quanh chóp và phần áp xe mô mềm. Thì vùng chóp răng được dẫn lưu bằng cách sử dụng file nhỏ, tối đa là file 25 và mình đưa quá chóp để mình có thể là dẫn lưu cái dịch viêm và dịch mủ thoát ra ngoài ống tủy. Và cái chỉ định này là hạn chế. Tại vì đối với cả viêm tủy cấp thì mình không đưa cái file quá chóp. Tuy nhiên là đối với cả bệnh lý quanh cuống này thì mình sẽ dẫn lưu dịch bằng cách mình đưa cái file qua chóp để mình đâm qua cái túi viêm của túi nó gọi là cái vỏ nang để mình có thể dẫn lưu cái ra vùng. Thì em đang nói đến một cái khối xương mà gì
áp xe, đúng không? Dạ. Đúng không? Vâng, áp xe từ áp xe quanh cuống và nguyên nhân từ phía buồng tủy. Vậy thì khi chúng ta đưa cái file qua cái vùng cuống răng ấy để dẫn lưu gì? Dịch dỉ viêm và phần mủ. Ừ. Khi nào thì gọi là áp xe? Em cô là áp xe là... Định nghĩa áp xe là gì? Áp xe là khi mà mình có cái phần viêm nhiễm... Em đi ngoại khoa rồi, có thể định nghĩa áp xe là gì? Viêm nhiễm nó lan đến mô mềm. Và nó viêm nhiễm nó lan đến mô mềm nhưng mà chưa hình thành gì thì có gọi là áp xe không? Áp xe là gì? Là một ổ gì? Định nghĩa áp xe là gì? Áp xe là một ổ mủ sau quá trình viêm nhiễm. Đúng rồi. Khi quá trình viêm mà gì hình thành mủ thì áp xe là một ổ mủ. Đúng không? Vậy thì khi chúng ta qua cuống chúng ta dẫn lưu ra là dẫn lưu gì? Dịch dỉ viêm và gì? Mủ. Mủ từ gì? Từ vùng cuống. Đúng không? Nha. Yeah. Đôi khi các em thấy ấy, mà có những cái răng mà đang viêm cấp ấy, chúng ta chỉ cần tháo chống mở thông cái trần buồng tủy lên ấy, tự nhiên là gì? Bệnh nhân dễ chịu hơn. Thấy mủ nó trào lên rồi ấy. Đặc biệt là một số những cái răng cửa ấy em, ống tủy nó rộng ấy, ống tủy nó lớn ấy. Khi mình tháo chống, mình mở thông cái ống tủy một cái thì gì? Em gì? Em đẩy nhẹ cái vùng ngách tiền đình ấy là tự nhiên thấy mủ nó trào qua cái gì hệ thống ống tủy nó ra ngoài. Mà thường là trong một số các cái sách vở cũng có mô tả đấy, những cái giọt mủ nó chảy ra, mình soi nếu mà ở hàm trên ấy, mình soi qua gương nó tạo thành những cái giọt như là giọt giọt nước đầy ấy em ạ, nó chảy ra ấy. Hoặc là nó ra rất nhiều những cái dịch dỉ viêm hoặc là và da chảy thoát dẫn lưu cả mủ nhé. Rồi nào tiếp tục các em. Nhưng các cô là ở đây có một số các nguyên tắc cơ bản để mình tạo ra đường dạch dẫn lưu. Ừ. Thì mình tạo đường dạch vùng xương di động nhất, mình dạch nhẹ và mình mở tất cả các phần của khoang áp xe, mở rộng tới chân răng. Và để tăng cường dẫn lưu thì mình rửa sạch với nước xông miệng hoặc nước muối ấm. Ngoài ra thì mình có thể là trích sạch dẫn lưu mủ ở vùng tương ứng. Và đối với cả những cái áp xe lớn thì mình có thể phải đặt thêm kháng sinh hoặc toàn thân và điều trị nhiễm trùng và chống viêm. Thì đối với cả mình có thể dựa vào cái dịch mủ ra để mình có thể nuôi cấy và làm kháng sinh đồ. Và đa phần các cái kháng sinh thì đều nhạy cảm với cả penicillin. Và khi mà nếu mà vi khuẩn có kháng beta có men beta lactamase thì mình có thể sử dụng kanagamycin để thay thế. Ngoài ra là ngoài việc chống viêm ngoài việc kháng sinh ra thì mình có sử dụng thêm các cái chống viêm như là steroid toàn thân, tuy nhiên là chỉ sử dụng ngắn sau 24 đến 48 giờ và mình sẽ theo dõi bệnh nhân 3-4 ngày. Khi mà mình bắt đầu dẫn lưu ra thì triệu chứng của bệnh nhân sẽ giảm dần và các cái phần sưng của bệnh nhân nó cũng sẽ giảm kích thước dần và cái dẫn lưu cái việc dẫn lưu mủ thì nó cái thể tích mủ ra nó cũng sẽ giảm dần sau 3-4 ngày. Ngoài ra thì đối với cả một số trường hợp thì có thể là phát hiện đau flap sau khi điều trị ở nội nha lần 1 thì có thể là phải khi mà bệnh nhân phát hiện flap thì nên liên hệ ngay với các bác sĩ để mình có thể kê thêm giảm đau và chống viêm cho bệnh nhân và mình hẹn bệnh nhân đến một cái lần hẹn thứ hai. Và
Đối với các bệnh nhân rạch dẫn linh như này thì mình phải theo dõi bệnh nhân hàng ngày, theo dõi nhiễm khuẩn toàn thân tại chỗ và các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là sốt, hôn mê và các cái bất thường về tri giác. Có tìm hiểu, các em có tìm hiểu kỹ cho cô cái flap không? Có, flap sẽ là phần đau giữa các lần điều trị của bọn em. Gì nữa? Flap thì sẽ là phần sau của cái phần này. Phần sau các em có một soạn một cái slide kỹ hơn đúng không? Dạ vâng ạ. Được rồi. Bởi vì cô rất muốn là gì, cái flap này chúng ta sẽ phải gì? Phải đọc kỹ, phải hiểu kỹ và có thái độ xử trí nhé. Cái đấy cũng có thể gặp là một cái tình trạng nguy kịch khi mà giữa các lần điều trị bệnh nhân xuất hiện cái đau và cái xương flap này. Nha. Đây, ở đây cô thấy các bạn ghi là đòi hỏi phải xử lý cấp cứu ngay. Đồng ý. Nào, chúng ta tiếp để rồi sau xem là các bạn sẽ có một cái soạn bài kỹ hơn về cái flap này không? Vâng. Em cô là đến bệnh lý tiếp theo gây ra các cái hội chứng triệu chứng đau là hội chứng lăng nứt gãy. Thì tùy vào cái tính chất của cái vết nứt, thì ví dụ như là vết nứt cô nhỏ. Không thấy slide của em nhỉ? Hội chứng lăng nứt gãy. Thì đối với cả những cái vết nứt nhỏ thì mình sẽ rất là khó để nhận biết. Mình thường phải sử dụng các cái dung dịch nhuộm màu để mình có thể phát hiện, hoặc là mình có thể sử dụng các cái đèn huyền quang để mình soi và mình phát hiện được cái đường nứt. Tuy nhiên cái đau này thường có phải cấp cứu không? Em cô là cái đau do nứt gãy này thì thường là sẽ đau khi ăn nhai. Nhưng mà cũng có một số trường hợp là bệnh nhân nếu mà nứt rộng và mình bị hở một số các cái, ví dụ như hở tủy, thì bệnh nhân cũng có thể là một kích thích để gây ra viêm tủy. Thì có thể gây đau. Đúng rồi. Đối với nứt nhỏ thì mình sẽ phải sử dụng nhiều các cái biện pháp khác nhau để mình nhận biết. Tuy nhiên đối với các cái nứt rộng thì mình có thể là quan sát được dễ dàng. Và bệnh nhân có những cái cơn đau rất là rõ ràng khi mà bệnh nhân ăn nhai, khi mà bệnh nhân lốt lực vào các cái răng đó. Và việc xác định cái vết nứt hay là vết gãy thì là cái điều kiện tiên quyết để mình có thể tiên lượng vào cái kết quả của điều trị và xử lý nứt hoặc là để mình quyết định cái lựa cho bọn điều trị. Đúng không? Để mình quyết định lựa chọn cái chỉ định cho điều trị. Đúng rồi. Và xử lý thì mình sẽ, đối với cả các cái xử lý nứt thân răng thì mình sẽ phục hồi dễ dàng hơn, phục hồi bằng cách sử dụng các cái vật liệu như là composite hoặc là Fuji thì sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với cả các cái vết nứt gãy mà đến chân răng thì rất là khó khăn trong cái việc mình bảo tồn cái răng đó. Và những cái trường hợp mà đã nứt đến chân răng rồi thì đa phần những cái các chỉ định sẽ là nhổ bỏ và phục hình bằng các cái biện pháp khác. Ở đây là một số hình ảnh về răng nứt gãy. Hình bên trái thì mình có thể thấy là đường thấu quang qua đi ngang qua thân răng. Đi ngang qua chân răng. Chân răng. Vâng, đường gãy rất là rõ ràng. Và ở hình phía bên phải thì là tình trạng đường nứt đi từ mặt gần đến mặt xa của thân răng. Tại sao răng 4, răng 5 lại hay nứt giữa các cái gì? Núm răng. Đúng không? Núm ngoài và núm trong này, nếu như cái hình ảnh này là nứt gì giữa hai núm răng, tại sao? Đánh dấu vào nhá, rồi về xem lại phần giải phẫu học cho cô nhá. Rồi giải phẫu này
khớp cắn này. Nhá. Đồng ý chưa? Dạ vâng.